Xin chào các bác đang xem kênh Hải Phòng RV. Ngày hôm nay thì bên em có về thêm một cái dòng TV mới thuộc hãng TV Sony, mẫu 55XR80. Đây là dòng TV đời cao cấp, dòng OLED của Sony. Và trong video này thì em mời các bác cùng em tìm hiểu kỹ, tìm hiểu chi tiết về cái mẫu này, xem nó có những cái ưu điểm gì, có những khác, điểm khác biệt gì so với cả những cái dòng cũ hay dòng thấp hơn. Thì mời các bác cùng em theo dõi trong video. Bác nào mà quan tâm đến TV, muốn tư vấn trực tiếp hay là muốn mua hàng TV bên siêu thị điện máy Ecomart, các bác cứ gọi về số tổng đài, đó là 0974178586, hoặc vào website để tham khảo giá. Website sẽ là eco-mart.vn. Và ngay sau đây thì em mời các bác cùng em tìm hiểu cái mẫu này, mẫu mới, xem có những cái đặc điểm gì nổi bật. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xét về cái ngoại hình panel. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xét về cái ngoại hình bên ngoài của cái mẫu này. Dòng 55XR80. Đây model sản phẩm đây các bạn nhé. Mẫu 55XR80. Nhà sản xuất Sony, xuất xứ Malaysia. Mã sản phẩm K-55XR80. Công suất danh định là 340W. Công suất rất là cao. Thường thì những cái mẫu TV 50 inch ấy, công suất nó khoảng tầm là hơn 200 đã cao rồi. Nhưng cái mẫu này là 340, gần như là tương đương với cả dòng 75 inch. Và thiết kế bên ngoài của mẫu này thì sẽ có thiết kế là viền kim loại, viền cực kỳ mỏng. Chân đế thì để hai bên. Cái viền TV mỏng mà em cảm giác là khoảng tầm là 0,1cm thôi. Có nghĩa là khoảng tầm 1mm thôi. Rất là mỏng. Đây em sẽ tắt cái màn hình đi để các bạn nhìn rõ hơn này. Cái viền TV rất là mỏng. Đây. Thường thì những cái mẫu TV khác nó chỉ viền mỏng thì cũng phải tầm khoảng 0,3 đến 0,5cm. Nhưng mà đây viền cực kỳ mỏng. Bởi vì cái viền này ấy, thì tạo ra cảm giác là các bác nhìn cái mẫu 55 inch này nó sẽ bé hơn so với cả những cái mẫu size 55 inch khác. Nhìn bé hơn hẳn các bác nhá. Nhưng mà thực tế thì size màn hình vẫn là đủ kích thước là 55 inch. Viền TV mặc dù mỏng nhưng mà sờ vào cảm giác rất là chắc chắn. Viền kim loại rồi. Viền kim loại rất là chắc chắn, cứng, cáp và nhìn rất là sang, hiện đại. Thiết kế chân thì thiết kế để ở hai bên. Chân của mẫu này em nhìn thì cũng sẽ khác một chút so với cả dòng khác nhé. Chân những cái mẫu khác thì thường nhô lên cao, còn chân này thì cảm giác như nó bẹt xuống. Và nhìn cũng rất là mỏng. Chân đế của mẫu này thì có hai kiểu để. Một là các bác để ở ngoài như em đang để, hai các bác có thể cho vào trong chính giữa, tùy biến theo cái kệ nhà mình muốn để ở giữa hay để ở bên hai bên đều được. Đây, chân đế đằng sau sẽ có hai kiểu để chân. Chân này thì các bác sẽ không cần phải bắt vít mà chân gài, các bác vào đúng vị trí các bác gài xuống là được chứ không cần phải bắt vít nhé. Hai kiểu để chân. Đây là toàn bộ thiết kế của mẫu này. Cổng kết nối của cái mẫu 55XR80 này thì đủ tất cả các cổng. Đây em sẽ quay cái cổng kết nối này. USB có hai cổng này, rồi cổng mạng này, cổng tai nghe này, rồi HDMI có 4 cổng, cổng anten, cổng optical, đủ hết các cổng kết nối để các bác kết nối các thiết bị khác. Thì đây là toàn bộ ngoại quan bên ngoài. Thì cảm giác TV rất là mỏng và cái màn hình nhìn thực tế, nhìn mắt trực tiếp mình thì cảm giác là TV nó nhỏ nhưng mà đủ chuẩn size là 55 inch. Về cấu hình bên trong thì cái mẫu này màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 120Hz, tần số quét thực. Rồi công nghệ màn hình sẽ là công nghệ màn hình OLED. Cái mẫu TV màn hình OLED ấy thì sẽ là không sử dụng bóng nét nữa mà là sử dụng những chất phát quang tự phát sáng. Vì vậy mà nó sẽ cho cái độ tương phản là tuyệt đối, màu đen sâu và màu sáng hơn so với những dòng TV khác. Các bác có thể so sánh ngay hai dòng TV. Đây là mẫu X85 nhé, đây là XR80. Thì các bác nhìn ngay trên màn hình, đây là màn hình chính này. Màu sắc TV đây, ảnh nó tương tự nhau nhưng mà bên này màu đen nó sâu hơn này, màu trắng nó sáng hơn này. Trong khi đó thì bên kia nó màu đen nhưng không hoàn toàn là màu đen mà là màu xám.
còn màu trắng sẽ là màu mờ hơn. Đây là các bác nhìn thấy ngay là phân biệt và độ khác nhau giữa hai dòng TV. Mẫu cao cấp, mẫu OLED ấy, thì nhìn màn hình nó có độ màu đen sâu thẳm, màu đen tuyệt đối và độ tương phản nó sẽ cao hơn. Các bác nhìn hình ảnh nó cũng nét và đẹp hơn. Và ngoài ra thì cái mẫu này, cái màn hình của nó sẽ có hỗ trợ nhiều công nghệ như là công nghệ VRR, đồng bộ tần số quét sang các thiết bị chơi game. Cái tần số quét thực của TV là 120Hz và nếu như mà có thêm công nghệ VRR ấy, thì các bác đồng bộ sang các thiết bị chơi game khác, tần số quét nó có thể lên được khoảng 144Hz, tần số quét sẽ cao hơn và các bác chơi game cũng sẽ mượt hơn, càng cao thì mình chơi game càng đẹp. Về âm thanh của TV thì cái mẫu 55X80R này, âm thanh của nó là một cái dòng cao cấp. Âm thanh nó sẽ được trang bị hệ thống sẽ là 5 loa, có tổng là sẽ là 5 loa, 2 loa chuyển động này, 2 loa tweet này, để loa chính này, và một loa bass, một loa bay. Tổng công suất sẽ là 50W. Những cái loa bố trí thì sẽ là bố trí xung quanh TV. Đây, 2 loa chính thì sẽ bố trí ở dưới phần đáy đây. Các bạn để ý, dưới phần đáy sẽ có hệ thống loa đi ra. Đây, đây là một loa này, và bên kia cũng sẽ có một loa. Các bác nhìn thấy không ạ? Đấy, cái phần các cái ô lỗ trống ấy, đây là cái loa nhá, đi ra. Và bên này cũng sẽ có một loa đi ra. Đây, hai loa chính ở hai bên sẽ phát ra âm thanh ở dưới. Còn hai loa chuyển động ở hai bên thì nó sẽ làm đằng sau. Mặt đằng sau của TV, đây sẽ là loa chuyển động này. Bên kia cũng sẽ có một cái loa như thế này và một cái loa nằm ở chính giữa này, chính là cái loa bass. Có công suất là 10W. Mỗi loa 10W thì tổng sẽ là 50W các bác nhá. Đây là loa bass riêng này. Cái loa bass riêng này thì thiết kế nó sẽ không lồi ra mà thiết kế nó sẽ chìm vào trong cái TV. Còn đây sẽ là có những cái lỗ để cái tiếng nó thoát ra ngoài. Vị trí loa bass. Quay ở đây thì các bác nhìn không rõ nhưng mà nếu các bác nhìn thực tế thì các bác nhìn thấy ngay ở bên trong sẽ có cái màng loa. Mình nhìn rất là rõ. Tổng công suất sẽ là 5 loa và hỗ trợ được Dolby Atmos, tích hợp loa Dolby Atmos trên loa của TV. Các bác muốn nghe nhạc âm thanh vòm 3D thì mình nghe trực tiếp được trên TV. Và mình xem những cái phim, những bộ phim mà có âm thanh Dolby Atmos ấy, thì mình sẽ trải nghiệm được ngay. Còn không cần phải đồng bộ sang loa sau 3 bên ngoài. Một số cái mẫu TV giá trung bình, tầm trung bình hoặc giá rẻ thì tổng công suất là 20W, nó chỉ hỗ trợ Dolby Atmos. Tức là các bác phải kết nối thêm một bộ loa sau 3 bên ngoài có Dolby Atmos thì các bác mới trải nghiệm được. Còn cái mẫu này thì các bác không cần, mà mình nghe trực tiếp trên TV. Các bác sẽ vào những bộ phim mà có Dolby Atmos, các bác trải nghiệm nghe được ngay thì âm thanh nó sẽ hay hơn. Và cái loa sau, hai cái loa chuyển động ở đây thì em nghĩ là sẽ có cái chức năng đó là tạo những cái âm thanh nền bên ngoài, âm thanh nền trong khung hình. Ví dụ như là một khung hình sẽ có những cái âm thanh chính là lời thoại của người ấy. Còn những âm thanh xung quanh, ví dụ như là tiếng gió, tiếng lá cây ấy, thì chính là những cái loa này để tác dụng là sẽ là nghe được những âm thanh đấy. Thì nó tách hoàn toàn ra và các bác trải nghiệm xem nó sẽ hay hơn. Giống như là một hệ thống loa 5.1 ấy, các bác để ý ấy, cũng sẽ có hai cái loa surround. Thì đây chính là loa chuyển động, thì chức năng nó cũng giống nhau, chỉ tên gọi khác nhau thôi. Về giao diện TV thì vẫn giống như dòng TV khác thôi, đều là sử dụng Google TV. Nói chung là đây chính là cái gần như là cái đặc trưng của Sony rồi, chắc chắn là sử dụng Google TV. Ứng dụng thì YouTube, Netflix này, nói chung là ứng dụng thì đầy đủ. Dòng TV cao cấp này các bác cũng không cần phải quan tâm quá nhiều về ứng dụng bởi vì nó sẽ không thiếu. Rồi tích hợp Dolby Atmos, Dolby Vision, tích hợp kết nối từ điện thoại sang TV, kết nối từ máy tính sang TV đều hỗ trợ không dây. Các bác không cần phải cắm dây nữa. Bây giờ thì mình công nghệ mới bây giờ thì hoàn toàn là không dây hết rồi. Kể cả các bác bắt loa sau 3 bên ngoài, kết nối thêm loa sau 3 bên ngoài thì cũng có thể kết nối không dây qua Bluetooth chứ không cần phải cắm dây nữa. Rồi cái điều khiển của TV thì cũng sẽ có cái điều khiển sạc pin các bác nhá. Điều khiển của Sony, cái mẫu XR80 này sẽ điều khiển sạc pin, không phải là điều khiển thay pin nữa. Năm nay thì có cái tài cải tiến hơn so với cả năm trước. Và một cái điểm ưu điểm nữa ở dòng TV của
Sony XR80 này, thì đó là cái tìm kiếm điều khiển. Có nghĩa là khi các bác mà để quên điều khiển ở một chỗ nào đó các bác không tìm thấy ấy, thì các bác bật TV lên, các bác gọi điều khiển thì nó sẽ tự động phát ra tiếng và các bác sẽ nghe được, mình sẽ tìm được điều khiển dễ hơn. Thì đấy là cái tính năng cải tiến ở cái mẫu Sony năm nay, mẫu XR80. Duy nhất là dòng cao cấp mẫu này thì có nhé, còn những cái mẫu thấp hơn thì sẽ không có. Như vậy là từ cái thiết kế bên ngoài rồi đến cấu hình rồi âm thanh thì các bác thấy đều là những cái cấu hình cao nhất của TV Sony rồi, những cái tính năng nổi bật nhất và mới nhất bây giờ. Thì đảm bảo là chắc chắn là qua cái mẫu này các bác trải nghiệm xem, nghe, nhìn thì cực kỳ tuyệt vời. Cuối cùng quan trọng nhất là mức giá của mẫu này hiện tại đang là bao nhiêu. Hiện tại thì cái mẫu 55XR80, đây là dòng màn hình 55 inch của Sony, giá thành hiện tại đang bán bên em khoảng tầm là hơn 30 triệu. Giá hàng mới về, vì vậy mà em cũng chưa có giá chính xác, nhưng mà hiện tại thì khoảng tầm là hơn 30. Các bác nào mà quan tâm muốn tìm dòng cao cấp mới nhất trong năm 2024 của Sony, các bác có thể tham khảo qua mẫu này. Màn hình cực kỳ đẹp, rồi ứng dụng nhiều công nghệ cao cấp, âm thanh thì rất là hay. Và giá tiền thì khoảng trên 30 thì cũng em thấy hợp lý, bởi vì đây là dòng cao cấp của Sony rồi. Bác nào mà quan tâm cần mua cái mẫu này hay là muốn biết giá chi tiết hơn, các bác cứ gọi về số tổng đài bên em là 0974178586 hoặc vào website để tham khảo giá. Website bên em sẽ là eco.vn. Và video giới thiệu cái mẫu mới cũng như là tìm hiểu về tính năng của TV Sony đến đấy cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy hay, có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất từ kênh Hải Phòng RV. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.